mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Mai Makeup. Và 2023 của mọi người thế nào? Hôm nay đã là ngày 2 của ngày 2024 rồi. Và thật ra mình nghĩ là mình làm video này là... Ok, thì như mọi người biết là năm vừa rồi á, thì mình cũng không có xuất hiện nhiều trên mạng xã hội lắm. Nhưng mà mình đã có một năm cực kỳ tuyệt vời. Mình đã có một năm sống rất thoải mái và mình cảm thấy năm đó là cái năm mà mình sống dễ thở nhất. Và chính vì vậy mình đã có video này và mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái điều mà mình rút ra được để làm sao để cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Thật ra không dễ dàng hơn đâu, nhưng mà sẽ giúp cho chúng ta dễ thở và dễ sống hơn nha. Đầu tiên, cái đầu tiên mà mình nghĩ là mình trong một năm qua mà mình đã làm, đấy chính là việc mình tránh những cái drama và tránh những cái mối quan hệ toxic. Mỗi chúng ta sẽ chỉ sống trong một cái thời hạn nhất định thôi. Thế nên là nếu như bạn quá để tâm đến những cái mối quan hệ toxic và dành cho họ quá nhiều thời gian ấy, thì nó rất là phí, đúng không? Thế nên là mình nghĩ thay vì việc nghĩ ngợi và dành thời gian quá nhiều cho những cái người mà không cùng cái năng lượng này, người mà không cùng cái suy nghĩ, cũng như không giúp cho bạn phát triển lên được ấy, thì tốt nhất là thôi chúng ta nên dừng lại tại đây ạ. Và chúng ta nên ở bên cạnh và dành thời gian nhiều hơn cho những mối quan hệ mà sẽ giúp cho bạn một cái cảm giác healthy hơn. Bản thân của mọi người sẽ được tốt hơn, mọi người có thể học hỏi được nhiều điều. Học hỏi ở đây không phải chỉ là học hỏi về những cái kiến thức kinh doanh hay kiến bla bla gì nó to tát đâu mọi người. Học hỏi đấy là kiểu à, hôm nay mình thấy bạn mình dậy sớm tập thể dục này, thì mình kiểu mình cũng muốn làm giống bạn mình. Đấy, kiểu như thế. Khi mà mọi người tránh xa những cái drama cũng như những cái sự ố dề trong cuộc sống trên mạng xã hội ấy, thì mọi người sẽ thấy cuộc sống này nó rất là nhẹ nhàng và rất là dễ thở hơn, bị thu hút drama nữa ấy. Năng lượng mình thích drama quá, mình thích kiểu cái này đến kia quá ấy, thì nó cũng sẽ hút cái năng lượng đấy về ấy mọi người. Đấy là cái mình nghĩ là cái quy luật của vũ trụ rồi. Hãy dọn dẹp các mối quan hệ và hãy dọn dẹp những cái điều mà mọi người sẽ tiếp nhận trong cái cuộc sống trong năm 2024 mới ha. Thứ hai mà mình đã học được trong năm vừa rồi ấy, đấy là mình sẽ viết ra những cái mục tiêu rõ ràng của mình trong năm đấy sẽ làm gì. Các mục tiêu ngắn hạn, các mục tiêu dài hạn. Dài hạn thì có thể là trong 5 năm, trong 3 năm, trong 1 năm. Còn ngắn hạn là trong tháng này, trong tuần này và ngày hôm đấy thì mình sẽ phải hoàn thành những cái công việc như thế nào. Thì cái việc mà mọi người lên kế hoạch cho bản thân để có một cái lịch trình làm việc cũng như đi chơi, hoạt động hàng ngày ấy, thì nó sẽ giúp cho mọi người làm mọi thứ rất là nhanh và nó có hiệu quả hơn ý. Thì một ngày trôi qua thì mình sẽ không nằm ý trên giường nữa. Mặc dù thi thoảng cũng thi thoảng mình cũng có nằm ý trên giường mọi người ạ. Tất nhiên là không thể là ngày nào mình cũng productive được. Đặc biệt là những cái điều đó nó sẽ giúp cho mọi người không cảm thấy bị burnout. Cái cảm giác burnout là một cái cảm giác mà mặc dù đấy là công việc mơ ước của mọi người rồi, công việc mà mọi người rất là yêu thích, nhưng mà kiểu làm nó nhiều quá ấy, thì nó cũng sẽ mang lại một cái cảm giác không còn muốn làm cái gì nữa, tôi muốn dừng lại mọi thứ tại đây. Và cái việc khi mà mọi người viết ra những cái mục tiêu rõ ràng như vậy, dễ dàng trong cái việc đạt thành công hơn. Thật ra cũng không phải là dễ dàng hơn đâu. Mọi người nhìn thấy được mọi người cần gì, mọi người muốn gì ấy. Chứ còn nếu mà cứ vu mơ, nó cứ mù mờ ấy, thì mọi người không thể biết được là mình sẽ cần phải làm gì ngày hôm nay để ngày mai mình đạt được những cái điều đó. Điều thứ ba mà mình rút ra được đấy chính là luôn cố gắng tạo ra một cái môi trường làm việc tích cực, cũng như học tập hoặc là vui chơi tích cực, gần gũi với cả những cái người mà mang cùng năng lượng, cùng tần số với mọi người ấy. Như thế thì mọi người sẽ được học hỏi rất là nhiều, mọi người sẽ có nhiều động lực hơn để có thể làm việc được tốt hơn, học tập tốt hơn. Chơi với người giỏi áp lực mà vừa là áp lực vừa là động lực, nhưng mà họ gọi IQ cao chẳng hạn thì họ sẽ biết cách để làm sao push mọi người làm việc tốt hơn, mọi người kiểu có động lực để làm việc hơn ấy. Còn nếu như không may người ta không quá tốt chẳng hạn nhỉ, thì họ sẽ khiến cho mình bị cảm thấy mình hơi nhỏ bé. Lúc đấy nó lại trở thành một cái mối quan hệ toxic rồi, mọi người có thể gạt ra mà không cần suy nghĩ rồi ấy. Thế nên là mọi người cần có những cái mối quan hệ mà người ta sẵn sàng chia sẻ nhỉ. Và mình năm vừa rồi mình cũng đã gạt đi khá là nhiều luôn, khá là nhiều mối quan hệ kiểu như thế. Tại vì mình nhận ra là mình không nên mất thời gian với những điều đó, mà mình chỉ cần tập trung mình làm những cái công việc của mình yêu thích. Mình tập trung làm việc với những cái chuyên môn của mình thôi. Điều thứ tư mà mình muốn, mà mình rất rất mong muốn chia sẻ với mọi người đấy chính là mọi người đừng ngần ngại học những cái điều mới, hay là mọi người đừng ngần ngại đi đến những nơi mới.
Thật ra mình biết là cái việc chuyển đến một cái nơi mới hay là bắt đầu một cái gì đấy mới nó rất là đáng sợ. Ngày xưa thì mình không sợ, đúng, bởi vì lúc trẻ thì mình không có quá nhiều thứ để mất. Nhưng mà sau này khi mà đã có một vài thứ trong tay rồi thì mọi người sẽ tự nhiên cảm thấy là mình không muốn thay đổi nhiều ấy. Nó là một bài toán 50-50, mình có thêm hoặc mình mất đi ấy. 29,5 tuổi rồi nhưng mà mình vẫn nghĩ là mình vẫn muốn học hỏi thêm, mình vẫn muốn làm cái gì đấy mới. Thì khi mà mọi người luôn có một cái suy nghĩ về việc muốn học tập thêm hay là muốn thử những cái mới, cuộc sống của mọi người sẽ luôn luôn đã tràn đầy những cái điều thú vị hơn ấy. Thì giờ mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đi đến một nơi, một đất nước khác mà đi một mình. Nhưng mà sau đấy thì mình cũng ok, mình cũng cứ đi thôi. Bây giờ mình biết sao bây giờ. Thì mình cũng trong năm vừa rồi thì mình cũng đã đi rất là nhiều nơi. Mình còn đi Hàn Quốc một mình nữa, lần đầu tiên mình đi một mình xa thế. Và mình còn quen rất là nhiều bạn Hàn Quốc nữa. Ngày xưa mình cũng không bao giờ nghĩ là mình có thể làm được những cái điều như vậy đâu mọi người. Đối với mình đấy là một cái gì nó rất là lớn, một cái hướng nội như mình rồi. Đúng rồi, chúng ta phải thử mới biết được mọi người ạ. Cái thứ năm mà mình nghĩ là mọi người nên chú ý đấy chính là việc grow up bản thân. Thì việc glow up nó bao gồm sức khỏe tinh thần, sức khỏe cơ thể của mọi người này. Thì dậy sớm hay làm việc các thứ nó liên quan rất là nhiều đến cái việc mà giúp cuộc sống mọi người dễ thở hơn, dễ thở đúng theo nghĩa đen luôn đó mọi người. Khi mọi người có một cái sức khỏe ổn định ý, thì làm việc cái gì cũng dễ. Mọi người có thể có nhiều năng lượng hơn. Hãy tập cho bản thân những cái thói quen tốt cho sức khỏe. Có thể tập luyện này, mọi người có thể đọc sách này, hay mọi người có thể kiểu chỉ làm những cái kiểu như giãn cơ hay tập yoga. Hãy biến nó thành một cái hobby ý. Cuối cùng, một điều mà mình nghĩ rất là warning mọi người ấy, đấy là mọi người cần tập trung vào vấn đề tài chính cá nhân ý mọi người. Thì trong năm vừa rồi á, như mọi người biết là cái kinh tế rất là khó khăn, thì mình cũng đã sống tiết kiệm rất là nhiều và mình ít mua đồ rất là nhiều. Và khi mua đồ ấy thì mình sẽ cân nhắc nhiều hơn, mình sẽ lựa chọn những cái sản phẩm mà mình có thể sử dụng đi sử dụng lại nhiều hơn, thay vì việc mà mình mua một đống đồ như ngày xưa ấy mọi người. Tức là mình vẫn sẽ luôn ưu tiên những cái sản phẩm bao rẻ nhưng mà cái chất lượng nó cũng tốt một xíu thì nó sẽ tốt hơn á. Trong năm vừa rồi mình thật sự mình còn chưa mua được một cái lọ nước hoa nào, bởi vì mình đã có hai lọ nước hoa mà mình nghĩ là mình có thể dùng trong cả năm luôn ấy mọi người. Mình nhớ mấy năm trước thì mình có giới thiệu cái nước hoa này đến mọi người rồi, trong một cái video chia sẻ về first date, những cái điều mọi người nên chú ý trong việc đi first date. Thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người hai cái lọ nước hoa mới, cũng đến từ nhà Cindy Bloom mà mình đã có. Nó đã giúp mình trong một năm vừa qua mình không phải mua thêm một loại nước hoa nào mọi người ơi. Chai đầu tiên, chai màu hồng này này. Chai này thì có tên là Sexy Rosy. Và cái chai màu trắng này là chai Aura Rosa. Hôm nay sao mình match với cả màu này hơn chứ bình thường mình cũng hay dùng màu này. Hai chai này đều có cái packaging cực kỳ sang trọng, bởi vì nó rất là nặng nha, nó không hề nhẹ, nó không... Cái chai của nó là chai sành rất là dày dặn và nó nặng luôn đó mọi người. Với thiết kế giống hai viên pha lê lấp lánh và mùi hương thì lại cực kỳ ấn tượng. Sản phẩm này thì không hề thua kém những cái dòng nước hoa 2M một tẹo nào nha mọi người. Cái lọ nước hoa màu trắng này thì nó sẽ mang lại một cái cảm giác rất là nữ tính, nhẹ nhàng. Nó trong trẻo, kiểu như một nàng tiểu thư giữa một cái vườn hoa ấy mọi người. Mình sẽ pop up ảnh ở bên này cho mọi người tưởng tượng được ha. Mùi chính của cái Aura Rosa này thì sẽ là hương hoa huệ và hoa nhài cùng với cả gỗ đàn hương. Mà khi mọi người mặc những cái outfit mà nó công chúa một xíu ấy thì nó sẽ rất là hợp. Là nha, nó không ố dề, nó không bánh bèo quá mà nó rất là nhẹ nhàng, tinh tế nha mọi người. Mùi này thì sẽ lại hơi sexy hơn một xíu, đúng như cái tên luôn mọi người. Tương đầu của nó khá là mạnh, tức là nó sẽ gây ra một cái ấn tượng rất là sâu sắc nếu như mà mọi người lướt qua một người mà đang sử dụng cái mùi nước hoa này. Nhẹ dần và nó cứ kéo dài mãi. Bạn nào mà thích phong cách kiểu hơi sexy, mùi này thì lại cực kỳ hợp với các buổi tiệc, đi date, đảm bảo thu hút với mọi ánh nhìn, các anh mê quên lối về luôn. Như mọi người biết á, mình thích cái mùi nào là mình sẽ dùng mùi đấy và mình cũng không để ý quá nhiều đến thương hiệu. Có hẳn hai mùi nước hoa cực kỳ hợp lý cho mọi người dùng từ ngày này qua ngày khác luôn. Và đó chính là những cái điều mình tổng kết được trong năm vừa qua, trong năm 2023, và bây giờ thì chúng ta đang bước sang năm 2024 rồi. Và mình mong là với những cái điều mà mình trải lòng với mọi người ấy, thì mọi người có thể sẽ có một năm 2024 nhẹ nhàng hơn, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc hơn và có thể đạt được những cái thành công mà bản thân các bạn mong muốn. Đừng quên là luôn update những cái điều mới mẻ hay thú vị hơn trong cuộc sống để trở nên hoàn thiện và tích cực hơn nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại trong video sau. Love you.